Còn tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cùng biên tập viên thời tiết Quỳnh Anh. Chị Quỳnh Anh, ngày hôm nay là một trạng thái thời tiết mà tôi nghĩ rằng là ai ở miền Bắc cũng cảm thấy mừng khi mà buổi trưa còn có nắng ấm nữa. Không biết là thời tiết đẹp và thuận lợi như thế này thì còn kéo dài trong mấy hôm tới nữa hay không ạ? Dạ vâng, miền Bắc trời nắng ấm lên thế nhưng lại rất là hanh khô anh Dương ạ. Thực tế là trong ngày hôm nay và ngày mai thì sẽ là cái giai đoạn hanh khô nhất ở khu vực miền Bắc. Thưa quý vị và các bạn, lúc 13 giờ ngày hôm nay thì quý vị có thể thấy là hàng loạt các điểm từ vùng núi xuống đến đồng bằng, độ ẩm chỉ vào khoảng 40%, ngay cả những nơi gần biển như là Cửa Ông, Quảng Ninh thì chỉ là 39% mà thôi. Sang ngày mai, gần như là toàn bộ miền Bắc vẫn nằm trong vùng màu vàng khô trên bản đồ trường ẩm này, tức là độ ẩm chỉ từ 35 đến 55%. Sang tới ngày thứ tư, vùng màu vàng sẽ thu hẹp hơn một chút, còn khoảng 2/3 diện tích của miền Bắc. Trong những ngày hanh khô như thế này thì ngoài việc bôi kem dưỡng ẩm thì quý vị hãy nhớ là uống thật nhiều nước ngay cả khi chúng ta không cảm thấy khát. Còn về nhiệt độ, lưu ý trong đêm nay và sáng sớm mai, miền Bắc vẫn rét sâu, thấp nhất trong đêm nay là 8 đến 11 độ. Đồng Văn, Sapa hay là Mộc Châu thì chỉ là từ 1 cho tới 4 độ thôi. Nhưng sang tới ngày mai, nắng nhiều, nhiệt độ tăng lên rất nhanh, lên mức là 20 đến 23 độ, cảm giác ấm áp. Và đối với Sapa thì cũng tăng lên 13 độ, trời đỡ rét hơn hẳn. Chuyển sang thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố. Tại thủ đô Hà Nội, đêm nay trời rét, nhiệt độ thấp nhất là 11 độ. Ngày mai nắng sớm, nhiệt độ tăng đến cả chục độ, 21 độ. Huế dự báo đêm nay có lúc có mưa nhỏ, gia tăng cảm giác rét, nhiệt độ vào khoảng 15 độ. Ngày mai trời tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất 18 độ. Đà Lạt kết hợp với yếu tố địa hình, đêm nay cũng rét 12 độ. Ngày mai trời có nắng, ấm áp, cao nhất là 19 độ.